mọi người cùng cắm hoa cái gì nhé. Nhà chị Thu là 4 lít chứ nhỉ? Lít màu xanh. Tôm. Chơi chị đi tẩu được thì đi chứ không đỡ được là mất bệnh. Tôm ơi. Thế rồi có học không? Xe của mình lai bình thường không lai nặng khoảng 4.000 cây hết rồi. 4.000 cây á? 3-4.000. Còn ta ta lai nặng 120.000 cây. Hay nhiều là không tốt thì đi đổ hai thêm. Xe mới chạy Mazda là có 1.000-1.500 là cái thay chạy Mazda. Nào. Chạy Mazda chắc 500-2.000 là cái thay chạy. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này. Rồi, thay 90.000. Chờ mua xe ô tô 1 tháng bao nhiêu tiền? 5 bao nhiêu năm. Tiền? Không nhớ, 3 năm là phải đăng ký một lần. 5, 2 năm đến đây đăng ký một lần. Chạy ô tô là phải nộp thuế đang bỏ nữa. Nộp. Nằm bên mấy chục triệu. Cái người ô tô, người nhà hãi mua ô tô thường thế thì là đi ít. Nhưng mà anh có khổng kiểu đấy thì mua. Không á. Trâm hồi nay trời mưa chậm đi xe ô tô. Đi chưa? Đi. Thế đi bấm một bữa thôi cậu. Không chơi nữa. Chung là tay lái mình. Không chơi nữa. Lái bằng mà còn trời, phải đi chứ. Đang mình chờ toàn đang ngồi rồi. Thắng đã. Tôm ơi. Mà chưa ăn có chào quần. Thì mình ngồi yên đi. Thằng kia in đi đừng có hát nữa. Suốt ngày có cái câu nữa. Hoài, mi cứ giảm đi giảm lại cái chân đất dưới nha. Tao không biết là có tiền tỷ hay hơn nữa. Quá chưa. Tao không có thì là có
có kiếm rất là cái thật này nó muốn đi hết rồi chứ này làm miếng gì thì để cua còn thay luôn 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 mẹ nói trước nha cà chua nha quân mà cứ còn đi chân đất còn dám ra đây rồi con dám lên giường thì mẹ luôn chặt luôn cái chân đi tôi nuôi mày cứ lì lì cái mặt nữa nè mày đừng có nghe khác nữa chi có ai quỳ con nhưng mà ví dụ đúng nên anh bằng người anh chuyển tải chứ con nghe mình nói chuyện quá chê gầy để được nhờ hắn mà chê 5 tiền để được 5 tiền nữa hắn tiền 5 tiền không được chê kéo lỗ là đứa chờ có tiền người ta mua với lại công việc người ta hay đi đâu đi đứa mình giờ có mua mình đi bộ nè thôi nuôi cùn cứ chờ có tiền vốn luôn mua được xe ô tô là phải có tiền mua sau rồi phải có tiền chăm hắn này thế có tiền đóng phí hắn nè nó còn nuôi hắn còn hơn tốn hơn nuôi cùn vừa đi xe máy thì đổ 100.000 mà đi ô tô đổ 500.000 ít nhất là phải 300 láo rồi đấy mới nha mới nha nhiều hồn nôi nôi tôi làm đây mình nấu ăn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé.